Hôm nay mẹ với tôi sẽ làm bánh muffin loại sô-cô-la đậm á. Đây nè, nó ghi đây nè, double dark chocolate nè. Còn phía sau là nó để nó chỉ cách mình làm muffin á, là một cái hộp này nè. Một hộp bột này thì sẽ là hai trứng, một cốc sữa với lại 1/3 cốc dầu, 1/3 cốc dầu. Thì tôi với mẹ mua 12 hộp vậy nè, hiệu Kodiak. Trong mấy cái loại mà hiệu bột á là tôi ăn thử hết rồi, nhưng mà có cái hiệu này tôi thích nhất. Nó làm từ 100% whole grain á, rất là tốt. Hình như tiếng Việt mình kêu là lúa mạch hay sao á. Thì ở trong này nó có 12 hộp bột này, tôi quay mọi người coi nha. Đây là 12 hộp bột nè. Nãy tôi nói á, cái hộp trên counter với lại trên 11 hộp trong đây đều giống nhau luôn. Đó. Làm tôi với mẹ sẽ dâng cho nhà thờ. Ước tính nha, ước tính là khoảng 96 cho đến 100 cái muffin cho lễ này. Rất là ngon luôn á. Ý tôi có mua thêm nè. Chocolate chip. 2 bọc. Với lại cái đồ mà đựng cái giấy á. Cái giấy đựng bánh này kia. Với lại cacao. Loại mà 100% đậm á. Để coi lỡ mà có thiếu á thì mình bỏ vô. Còn nếu mà thiếu chocolate chip mà nó không có nhiều trong cái hộp á thì mình bỏ vô thêm vậy đó. Cái hộp á nó có hướng dẫn là mình sẽ đổ 1 cốc sữa và 1/3 cốc dầu. Thì mình bỏ sữa vô trước, mình bỏ cái này nha. Cái thủy tinh này. Mình có mua thêm cái này nữa, cái nhựa nữa. Bây giờ mình bỏ vô. Chỉnh cái này nhớ gì. Đây. 1 cốc sữa. 1/3 cốc dầu. Xong rồi. 2 cái trứng nữa. Bỏ thêm 2 cái trứng vô rồi đó. Xong rồi lát họ đánh xong cái mình bỏ cái bột này vô nè, mới cắt nè. Giờ tôi đánh sơ sơ cái bắt đầu bỏ bột từ từ nha. Rồi tôi đánh trứng trước. Ấn vậy thôi à, cái loại này ấn vậy. Làm có 1 cây. Làm 2 tay dễ hơn ha. Đánh trước xong rồi từ từ bỏ bột vô. Bỏ bột xong rồi á, nếu mà cái này đánh không được á thì lấy cái đồ này nè quậy. Để tôi đánh trước nha, lát hồi đánh xong rồi quay. Xong rồi đó, bây giờ mình bỏ bột vô. Đứng đi mà hửi thơm xỉu. Bỏ chút chút đi, xong rồi trộn lên, xong rồi chút chút nữa, chứ đừng có bỏ hết. Nó nặng tay lắm. Thơm ơi là thơm. Mùi sô-cô-la. Đánh được một chút rồi đó, bây giờ bỏ tiếp nè. Sao cái này đánh bằng máy không được nha, tôi cũng có máy đánh trứng nữa, nhưng mà sao. Đánh bằng tay cho nó hấp dẫn. Nó vui. Nó cực cực khổ khổ mà nó vui. 12 hộp lận đó. Đánh sao đó 12 hộp. Đánh xong rồi nè. Đó. Xong cái trộn vậy nè. Thơm ghê. À mà đứng đây nè, thơm xỉu luôn. Bây giờ mình sẽ làm bên cái này nữa. Mình để ở đây khoảng 5 phút đi. Thì trong thời gian đó là mình làm cái bên đây nữa. Để đỡ tốn thời gian á, bị mình chiên hai dĩa. Ý không phải chiên, nướng lộn lộn. Ở đây có mấy lốc trứng nè, nãy quên quay cho mọi người coi. Cái mà đầu tiên á là tôi làm trứng nâu. Còn bây giờ tôi làm trứng trắng. Ngon ghê, ngon ghê. Cái được xong rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình bỏ vô khuôn nha. Đây. Bỏ vô. Mỗi cái tròn tròn là một cái giấy. Làm cho mọi người con cái con tay làm chuẩn, có hai tay làm nó đẹp. Trong cái một cái khuôn bánh này là 12 cái, mình có hai cái khuôn bánh thì là 24. Lấy cái đồ bút cho các em á. Có bộ quà ngon hơn chứ không nó chảy ra ngoài.
mấy bữa là tôi làm ít á, tôi lấy cái muỗng nè cho nó dễ ớt cái này đó cưng. Bây giờ tôi làm hết đi, lát nữa tôi quay lại nha. Xong xuôi nè, bây giờ tôi vô bỏ vô lò. Lò tôi bỏ, tôi bấm trước là 375 độ F. Bây giờ tôi bỏ vô, bỏ vô lò để chuẩn bị coi nó khác biệt không nha. Bỏ chocolate chip lên nè, bỏ vô là đúng rồi. Đúng rồi mọi người, ngon ghê không. Mẹ tôi bây giờ mở cửa ra khoảng 5 phút nữa rồi mới lấy bánh ra nha. Ai mà đứng ở đây là thơm nước mũi thiệt. Ngon thơm nữa, thơm hết nguyên cái nhà. Tôi zoom lên cho mọi người coi, xỉu chưa, thiệt tình xỉu luôn nè. Bưng ra rồi đó, ánh sáng nè, ánh sáng lên đi. Trong lò nó đẹp kiểu trong lò nha, ở ngoài đẹp kiểu ngoài, sô cô la đậm đặc luôn. Giờ mẹ tôi múc ra cho nó nguội nguội chút rồi xong mới bỏ vào hộp. Đây là những cái bánh, những cái bánh đã được làm xong, còn nữa, còn cũng khoảng mấy chục cái nữa. Ngon hem, ngon hem. Mấy cái này là mấy bánh đầu nè, còn mấy cái mà tôi kéo lui đây nè là bánh bánh sau. Thơm phức. Bạn nào mà ở đây với tôi là nguyên cái nhà luôn. Tôi chuẩn bị tôi bỏ hộp để tôi đem, tôi với mẹ đem vô nhà thờ Giáng sinh. Làm tự làm có chút đồng thành mới vui, chứ mua thì dễ lắm, bước ra tiện là mua rồi.